Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Guppy Quy Nguyễn Bến Tre ở đây. Thì hôm nay là mình có một cái đơn của một anh khách ở Hòn Đất, Kiên Giang. Và anh có điện đặt điện thoại trực tiếp cho mình luôn. Đó, thì anh có đặt của mình là 4 cặp full gold ghi âm full 7 và chấm tay bơ như thế này đây. Đó, tình trạng cá thì các bạn cũng đã thấy ha. Mình sẽ quay cận cảnh nhất có thể để cho các bạn xem cái tình trạng của nó. Và cái con này rất là triển vọng nha các bạn. Đây, mình zoom lên cho các bạn xem. Cái con này nếu mà các bạn nuôi mà đúng cách ha, nên nuôi đồ đầy đủ ok đàng hoàng á, thì có thể là nó sẽ full tai luôn. Đó các bạn xem ha, tai bơi bướm dài lòng thòng luôn. Đó chứ không phải là tai bơi bướm thường luôn các bạn, không phải tai bơi ngắn ngắn đâu. Đó mình sẽ zoom hết mức có thể cho các bạn xem luôn á. Đó các bạn thấy không? Đó. Hên quá, nó đang đứng im. Rồi mình có thể zoom cho các bạn xem mà đến mức tối đa có thể. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vớt lên lòng bàn tay mình quay cho các bạn xem nha. Đây. Tại vì mình mới vừa vớt nó trong hồ ra, mình mới soạn nó ra là nó hơi nhét một xíu nha các bạn. Đây, đây. Rồi, zoom lại lần nữa cho các bạn xem. Đó, thì nói chung là hàng của mình, bên mình, hàng cá bên mình thì tiêu chuẩn nó như được sao thì mình quay cận cảnh chi tiết nhất có thể để cho khách xem và cũng như là cho các bạn đang có nhu cầu xem tham khảo. Đó thì có làm sao mình quay vậy à. Cá móng này mình không có chỉnh chọt được gì đâu các bạn, đừng các bạn yên tâm. Ví dụ như là nó tay bơi ngắn mà mình chỉnh ra tay bơi dài, đó là chuyện phi lý các bạn. Mình không làm được chuyện đó đâu. Đó thì có làm sao mình quay cận cảnh mình gửi cho khách xem như vậy. Rồi ok ha. Rồi đây là 4 cặp full gold ghi bông full 7 và chấm tay bơi. Thì có một con rất là triển vọng. Đó con đó nãy mình quay cho bạn xem á, con này nè. Đó con giữa. Đó con nó bơi lên rồi nó bơi xuống. Đó con giữa. Đây con này đây. Thì con này nếu mà bạn nuôi mà về anh khách anh nuôi mà ok á thì có thể là nó sẽ full tai luôn nha các bạn. Những cái con mà lên kiểu này là kiểu này kiểu gì cũng full tai. Khả năng nó full tai rất là cao. Rồi ok thì mình sẽ quay thường thường là đa số dòng full gold thì giá trị nó nằm ở cá mái hết à. Cho nên là bên mình thường chỉ quay cá mái cho khách xem thôi, còn trống thì con nào cũng như con nào các bạn. Trống giá trị nó thấp. Ví dụ như cặp cá của anh em 200.000 cặp đi. Thì con trống á nó chỉ có 10.000 tới 15.000 à. À, còn nhiều phần còn lại là do con máy hết đó. Rồi ok xong, bây giờ mình vô mình đóng cá mình gửi đi cho ảnh thôi, thì không còn gì chia sẻ nữa, mình quay vậy là quá chi tiết rồi. Còn cái vấn đề mà màu sắc á thì các bạn có thể xem lại những cái clip mà full gold của mình, hoặc là chút xíu là mình sẽ quay cho các bạn xem sau khi mà đóng vô túi ni lông rồi thì cái màu nó sẽ như thế nào nha. Đó thì màu sắc full gold này nó phiền phức dữ lắm các bạn ơi. Nói như những anh em mà mới chơi hay bị rối nù luôn, nhiều khi nhìn thấy trên clip cá đẹp vậy màu vàng rực rỡ vậy nhưng mà sau nhận cá thì thấy màu hay mắt gớm. Thì chút xíu mình sẽ làm thực tế cho các bạn xem luôn. Rồi ok, giờ mình cho mình đóng nha. Rồi xong nha. Đó thì mình đã đóng vô trong túi xong hết rồi. Thì đây là mình chuẩn bị đóng thùng xốp nè để dành để ship cá cho các bạn đây. Rồi đây, giờ mình sẽ quay cho các bạn xem con máy sau khi mà vô túi ni lông rồi thì nó sẽ như thế nào. Rồi nó nhát quá, nó chạy tùm lum. Rồi đây nha. Đó, quay cận cảnh cho có thể cho bạn xem. Đó, máy full 7. Thì màu sắc của nó sau khi mà đóng vô túi rồi thì nó sẽ như vậy nha. Rồi một lát mình cho vô thùng. Lát mình cho vô trong thùng mà mình sẽ quay cho bạn xem tiếp. Đó, đây là con thứ hai. Đó. Đây, đây là con máy thứ ba. Đây. Đây là con máy thứ tư. Đây. Rồi, ok, giờ mình sẽ quay cho các bạn xem chiều ngang của nó, nhìn ngang nó sẽ như thế nào. Rồi cá này mà anh em nuôi hồ kiến là thôi khỏi bàn cãi luôn. Đó, đó anh em thấy cái chiều ngang của nó chưa. Rồi một con đây, đứng im coi. Rồi hai con này anh em nhìn vô trong cái túi thì nó hơi khó nhìn nha. Con này nếu mà nãy mình quên xô ngoài trong cái hồ xô đó cho anh em xem nó dễ. Đó đây là con thứ ba. Đó này nuôi hồ kiến là anh khách này nuôi hồ kiến là đúng luôn rồi, không còn gì để chê nữa. Đó đây là con thứ tư. Rồi xong rồi thì đây là những con trống, mỗi bịch là hai con trống. Đây là trống gen ha. Đó trống gen quân vẫy quân tay hết. Rồi bên đây là hai trống gen nữa quân vẫy quân tay luôn. Còn bên đây á là một cái bịch mình có ghi nè, trống ri bông máy gen. Đây đây trống dây bông nè, trống dây bông này em thấy đẹp không? Đó máy gen full vảy luôn nha. Khó quá các bạn ơi, nó vô trong túi rồi nó bơi tùm lum hết trơn. Đây đây đây, rồi máy gen trống dây bông. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đóng vô trong thùng mà mình gửi đi
nhà xe cho anh khách đây. Tại vì ở chỗ anh không có Phương Trang, bây giờ mình sẽ gửi qua Tô Châu thôi. Tô Châu bên mình đi hơi xa xíu, từ chỗ mình mà chạy xuống tới Tô Châu là khoảng 10 cây số nữa. Cố gắng thôi các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ không gì chia sẻ nữa, giờ mình sẽ không xíu để mình bỏ sắp xếp vào trong thùng hết, rồi mình sẽ quay cho các bạn xem lại một lần nữa nha. Rồi xong, đóng vô trong thùng rồi, quay tiếp cho các bạn xem sau khi vô thùng nó sẽ như thế nào, và hầu như là cũng không có thay đổi gì nhiều lắm nha các bạn. Đó, đây một máy nữa đây. Đó thì sắp xếp gọn gàng trong cái thùng này, rồi một lát là mình sẽ cấp ẩm cho cái thùng này để giữ nhiệt độ mà nó mát nhất trong thùng có thể, để tại vì cái mùa nắng này bây giờ là vận chuyển cá nó bị fail lắm các bạn ơi, nói chung là khó khăn lắm. Rồi ok, thì bây giờ là không còn gì chia sẻ với các bạn nữa, mà mình sẽ dừng clip này và để đóng xong cái thùng cá này để đi gửi cho anh khách nha. Rồi bye bye.